Tâm sinh năm 84. Anh tên gì? Dạ, mình tên là Tâm, sinh năm 84. Rồi, cảm ơn anh Tâm. Ở đây thì cho Lộc xin phép là gọi mời anh Tâm là anh. Mà nếu như mà em sử dụng ngôn ngữ mà với đám đông mà có các em thì anh Tâm rộng lượng bỏ qua tiếng ha. Dạ, vậy thì anh Tâm ơi, hồi nãy tiết học đầu tiên của mình là gì á, anh Tâm nhớ không? Tiết học đầu tiên của mình là nói về cho các bạn biết về cái sự tự tin, về cái sức trẻ, gọi là cái độ tuổi suy tin. Đúng rồi, đó thì chúng ta có thể là đi xuống. Các bạn nhớ chứ không phải là khi mà chúng ta nói chuyện với các bạn, chúng ta không phải là đứng trên bục không nha. Chúng ta có thể di chuyển hết. Rồi, lớp học gần như là cái vị trí như thế này các bạn, chúng ta sẽ có cái đường giữa. Không, chúng ta có thể giao lưu, ví dụ gọi bạn ơi, tiết học đầu tiên là gì? Hoặc bạn ơi ha, để chúng ta thể hiện sự gần gũi. Chứ đứng trên bục thì nó hơi xa quá, mà chúng ta không gần gũi mà nên nhớ đây là một cuộc trao đổi chứ không phải là dạy dỗ. Nên chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta có cần gũi ha. Rồi, vậy là tiết học đầu tiên hồi nãy là anh đã nói là tìm hiểu về sự tự tin. Vậy đó có phải là nhập môn tự tin không? Đúng không? Hồi nãy tiết học chúng ta nói là nhập môn tự tin. Và phần B của chương trình 1 của tiết 1 đó chính là gì? Vẽ ngoài tự tin. Vậy thì bây giờ chúng ta trước khi học tiết 1 nhập môn tự tin và vẽ ngoài tự tin, chúng ta sẽ sử dụng 5 câu hỏi trắc nghiệm. Ở đây thì cho Lộc xin phép mọi người một tờ giấy nho nhỏ đây để chúng ta làm một trắc nghiệm nho nhỏ trải qua 8 cuộc rồi 5 câu hỏi trắc nghiệm. Vậy thì bây giờ có giấy bút chưa ạ? Có giấy bút chưa ạ? Rồi. Đó, thấy chưa? Học tự tin là phải trả lời tự tin chứ. Có giấy bút chưa? Rồi. Có giấy bút chưa? Có giấy bút chưa? Hỏi mà không tự tin là không trả lời luôn anh. Có giấy bút chưa ạ? Rồi. Đó, sau này mình là người truyền đạt sự tự tin cho các em mà mình trả lời không tự tin thì làm sao các bạn tự tin được, đúng không? Vậy thì bây giờ có giây phút chúng ta sẽ bước vào sự tìm hiểu về tự tin như thế nào bằng 5 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, cái này thì các bạn đã đi học qua rồi nhưng mà bây giờ mình nhớ lại đây nha. Đang trong lớp học về giáo dục giới tính tuổi dậy thì bạn sẽ nói nhỏ với bạn ngồi kế bên là mình đã biết những vấn đề này rồi. B, im lặng và lắng nghe. C, giơ tay phát biểu và trình bày những thắc mắc của mình. Và nên nhớ đây là bí mật, gần như là tuyệt mật, không cho bạn kế bên biết đáp án của mình. Giống như các bạn kia hãy nghe lại, không cần đi nha. Rồi đánh dấu đi các bạn. Đáp án câu hỏi thứ hai. Chúng ta chuyển qua câu hỏi thứ hai nha. Trong giờ kiểm tra bị 15 phút đầu tiết, cô giáo cho xung phong trả bài lấy điểm, bạn sẽ không có quan tâm gì, hôm qua trả bài rồi, chắc chắn là cô không kêu. Cái này chắc có nhiều người trong trường hợp này. Còn B, dù đã học bài nhưng mà vẫn không dám xung phong vì trời ơi tôi sợ quá, luôn cầm. Đứng lên trên đó đi nội từ cả bài mà đi lên thấy cô giáo là mặt tay tái mét rồi sao cả bài vừa là một bài ai đã đáp về thì đánh dấu rồi nha. Đáp án C, xung phong trả bài vì biết chắc chắn là một bài đấy. Ai xung phong thì cũng để vô đáp án C nha. Sau đó chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ ba. Hôm nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nhưng cô giáo vắng mặt. Hồi đó đi học mà, đúng không? Nghe cái này khoái lắm. Cả lớp muốn làm gì thì bạn không hề quan tâm. Mình chơi một mình làm cái gì một mình không quan tâm các bạn muốn làm gì. Câu B, tha hồ ngồi tám với nhỏ bạn hay thằng bạn ngồi bên cạnh rồi kể đủ thứ chuyện trên trời đó. Chẳng hạn như anh dạo này á, sao quả nó làm tâm không? Hoặc là dạo này á hả, dạo này trời ơi Sài Gòn nóng quá rồi, nóng không chịu nổi luôn. Dạo này không lẽ giờ mua áo mưa bận ta. Nhiều khi tới tuổi sinh viên, nhiều khi mình tám những cái chuyện vui đùa vậy đó. Rồi ai chọn đáp án B thì chọn tám thì chọn B nha. Rồi câu C, bạn là người khai màn cho tất cả những cuộc vui. Ở đây ai là người quản trò cho những cuộc vui ngày xưa, đúng không? Rồi nếu như ai quản trò cho những cuộc vui ngày xưa ở ghế học đường đó, thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Xong chứ các bạn, bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ tư ha. Câu hỏi thứ tư,
Chủ nhật tuần này lớp sẽ có buổi học ngoại khóa ở công viên. Đáp án A sẽ là cứ theo đúng giờ cô giáo dặn là tới và sinh hoạt theo đúng lịch trình đã được đề ra. Câu B, hỏi xem cô và bạn cũng như là lớp trưởng là lịch trình như thế nào thì sau đó chúng ta sẽ giúp đỡ. Rồi câu C, Minh lại là người chủ động đứng ra lên lịch và thông báo cho các bạn về những chương trình, những cái hoạt động của lớp cũng như là cái chương trình ngoại khóa. Ai là người làm chủ trò của cái công ty cũng gần giống như đáp án C của đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ có câu hỏi số 5. Sáng ngủ dậy chợt phát hiện trên da nổi những đốm nhỏ li ti. Ở tuổi dậy thì nè, cái ngày đầu tiên mà thấy mụn trên mặt là chắc cũng quẩn lắm đúng không các bạn? Nên là các bạn sẽ có những cái phản ứng như ở dưới đây. Thì không biết là ngày xưa mình như thế nào, bây giờ thử nhớ lại coi ngày xưa mình như thế nào nha. Mình sẽ sử dụng cái câu trả lời A, thôi kệ, chắc là ngày mai nó sẽ sạc. Mắc cười lắm, mỗi lần mà đi dạy các bạn hỏi xem không có sạc. Thôi thôi, mới nỗi buồn ngày hôm nay hỏi xem không sạc. Tuổi dậy thì lúc những cái hôn như vậy đó, sao mà sẹp được không? Sao sẹp được? Nó phải sưng đi một tí khi mà mình đi ra ngoài gió bụi đúng không? Sao mà sẹp được? Câu B, xin mẹ cho nghỉ hôm nay chị không dám đi học. Bởi vì sao? Xấu, sợ rồi ngại rồi nọ các tính. Bởi vì các bạn đã sử dụng cái gì, cái băng cá nhân nhỏ nhỏ mà có hình con cuốn con khấu thì dán vô nữa đúng không? Tuổi sinh tim lúc những đi đọc thấy có điều đó đi dạy với các bạn như vậy. Rồi câu C, cũng lo lắng á nhưng mà vẫn đi học. Bởi vì sao? Nếu như tôi nghỉ học thì tôi mất tiết rồi tôi mất kiến thức, tôi là đây thì còn phải bị đánh dấu vô lại vẫn có phép này nọ thì mất điểm thi đồ. Rồi bây giờ chúng ta trải qua 5 câu hỏi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có đáp án liền tận tay. Đáp án chúng ta sẽ tính theo như thế này, có nghĩa là chúng ta gọi là đa số. Ví dụ như trong 5 câu, bạn nào có chủ yếu nhiều câu A nhất, rồi bạn nào có chủ yếu nhiều câu B nhất, rồi bạn nào có chủ yếu nhiều câu C nhất. Thì bây giờ Lộc sẽ đáp án A trước ha, cho kết quả của đáp án A trước. Ở đây chúng ta có ai nhiều đáp án A nhất? Đáp án A không có, có nghĩa là phần trăm là 0.00%. Vậy thì nhưng mà vẫn cho phép là Lộc nói cái kết quả nha, bởi vì sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều học sinh thì chắc chắn sẽ có những trường hợp này, cũng như là sau này chúng ta khi mà chúng ta đi đến với các bạn trao đổi về kiến thức chúng ta cũng đã có những cái thông tin về nội dung này rồi. Thì đáp án A chúng ta có kết quả là như thế này: bạn là một người khá thờ ơ đối với cuộc sống xung quanh mình, không quan tâm với những việc làm của những người khác đó. Vậy thì bạn là người kém tự tin trong cuộc sống. Tuy nhiên các bạn, khi chúng ta đi đến giao lưu với các bạn nhỏ, khi các bạn nghe những câu cái câu đáp án này, chắc chắn bạn nó sẽ có một cái tinh thần hơi bị đau xuống một tí, nhưng các bạn phải động viên. Tuy nhiên em ơi, đôi lúc có thể đây là những câu hỏi về trách nhiệm để biết được mình là một người như thế nào, để mình cảm nhận được bạn có thể là bạn là người khá thờ ơ. Vậy thì sau tiết học này bạn học về nghiêng, bạn học về tự tin đúng không? Vậy thì chị mong rằng, anh mong rằng là sau tiết học tự tin vượt sức trẻ này, chúng ta sẽ hiểu được tự tin là như thế nào để bạn phải đi bạn tự tin hơn. Rồi bạn sẽ giao lưu với các bạn ở bên trong lớp mình, cũng như các bạn ở bên ngoài nữa, các lớp khác, để bạn không còn phải là một người thờ ơ trong cuộc sống, thờ ơ với những sự việc xảy ra xung quanh mình. Lúc đó bạn sẽ dần dần tự tin hơn và thậm chí còn tự tin hơn cả những bạn bây giờ nữa, đúng không bạn? Đó là chúng ta khích lệ với những bạn đáp án A. Và khi mà kinh nghiệm của Lộc ngày xưa thì Lộc đi trao đổi kiến thức với các bạn thì thật sự ra mà Lộc có đáp án A rất ít, tại vì thực sự bây giờ cái cuộc sống xã hội giờ các bạn trẻ bây giờ năng động lắm, nên là rất ít số cái gọi là tỷ lệ với các bạn mà đáp án A rất ít. Nhưng có, vậy thì đó là trường hợp đặc biệt, chúng ta phải kích lại các bạn lên một tí, không sao hết, chúng ta phải cố gắng lên trong cuộc sống của chúng ta, phải không ngừng phát triển đúng không? Thì hôm nay chúng ta ở mức này, chúng ta sẽ tăng lên một bậc nữa bằng những kiến thức mà chúng ta vừa học vừa trao đổi để chúng ta tự tin hơn. Đó là sự kích lệ để các bạn đáp án A. Rồi các bạn nào ở đáp án B đâu? Đáp án B 1 nè, 2 nè, 3 nè, cũng rất là nhiều đáp án B trong 5 câu.
Vậy thì ba bạn ở đây đáp án B. Các bạn ơi, đáp án B ở đây chúng ta sẽ có đáp án là bạn là một người tự tin. Bạn là một người tự tin và biết những người xung quanh nghĩ gì và làm gì mà bạn có thể quản trò được. Vậy thì có nên cho một tràng vỗ tay được không bạn? Có nên cho một tràng vỗ tay cho các bạn đó mà. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng, tuy nhiên các bạn ơi, sự tự tin của các bạn lại nó xét vào gọi là ở cái môi trường nữa. Các bạn ơi, cái môi trường có nghĩa là ở môi trường này bạn tự tin, nhưng mà khi bước qua môi trường khác thì cái này không phải tài của tôi, cái bước qua tôi không tự tin. Có nghĩa là ở đây ba bạn trong đáp án B là một sự tự tin gần như có chọn lọc. Có nghĩa là ở đây tôi tự tin, qua chỗ này tôi không tự tin, rồi cái gần như 50-50. Vậy thì bạn ơi, ở trong đáp án này chúng ta cũng vẫn khuyến khích các bạn. Các bạn đã được tự tin rồi, vậy thì tại sao các bạn lại không tự tin hơn nữa? Ví dụ ở cái môi trường này bạn không tự tin, vậy thì bạn phải tìm hiểu tại sao bạn không tự tin ở môi trường đó để các bạn tự tin hơn. Các bạn tìm được cái nhược điểm của mình ở cái không gian đó, các bạn phát huy lên, các bạn sẽ tự tin. Vậy thì bắt đầu cùng khích lệ các bạn ở đáp án B. Vậy thì hồi nãy là 0% của đáp án A rồi 3 người ở đáp án B. Vậy thì tất nhiên điều này đồng nghĩa với tất cả chúng ta là đáp án C cho những người còn lại, đúng không ạ?